Hôm nay là kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, ngày 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2021. Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm qua ngày 18 tháng 5, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Bác. Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc, người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tại thành phố Hồ Chí Minh trong sáng hôm nay, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tham gia một số hoạt động ý nghĩa nhân dịp này. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.